Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu thường mở cho đầu dò báo khói AH03114. Mình sẽ hướng dẫn các bạn hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình sử dụng một đầu dò báo khói về 1V. Trường hợp thứ hai là mình sử dụng nhiều đầu dò báo khói về chung 1V. Và trên tay mình đây là đầu dò báo khói AH03114. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trường hợp 1 là mình sử dụng một đầu dò báo khói về 1V. Đầu tiên mình sẽ tách phần đế khỏi phần cảm biến. Các bạn sẽ giữ cố định phần đế và một tay mình sẽ giữ phần cảm biến xoay ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi tách khỏi phần cảm biến, các bạn sẽ nhìn mặt trong của đế sẽ có 8 chốt được đánh dấu từ 1 đến 8. Để cấp nguồn cho đầu dò báo khói, các bạn sẽ sử dụng nguồn 12V DC, chân số 2 là nguồn dương, chân số 4 là nguồn âm. Đối với dây tín hiệu, các bạn sẽ sử dụng cặp chân số 7 và số 6. Một dây tín hiệu mình sẽ về zone và một dây tín hiệu mình sẽ về GND. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây. Trên trung tâm, các bạn sẽ lấy nguồn 12V DC và chân AUX là chân dương, GND là chân âm. Đối với dây tín hiệu, các bạn sẽ giữ nguyên điện trở và mình sẽ cho một dây tín hiệu vào chân zone, một dây tín hiệu mình sẽ cho vào chân GND. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn trường hợp thứ hai là mình sử dụng nhiều đầu dò báo khói nói chung 1V. Ở đầu dò báo khói số 1, dây tín hiệu chân số 7 và chân số 6. Ở chân số 7 mình sẽ đấu một dây về trung tâm và một dây mình sẽ kéo sang đầu dò báo khói thứ hai. Ở chân số 6 mình cũng sẽ đấu một dây về trung tâm và một dây mình sẽ kéo sang đầu dò báo khói thứ hai. Về phần nguồn, các bạn sẽ cấp nguồn 12V DC kéo từ trung tâm. Đối với đầu dò báo khói thứ hai, các bạn cũng có thể lấy nguồn từ đầu dò báo khói số 1 kéo sang. Sau khi các bạn đã đấu dây về trung tâm thì cách đấu dây tín hiệu cũng giống như các bạn sẽ đấu dây một đầu dò báo khói. Ở trường hợp 1 mình cũng đã hướng dẫn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách đấu thường mở cho đầu dò báo khói AH03114. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào và tạm biệt.